Cầu mong người công chính sẽ thắng Phần 1 Kính chào sư phụ Xin chúc sư phụ Giáng sinh vui vẻ Cảm ơn quý vị Chúc ngài Giáng sinh vui vẻ Giáng sinh vui vẻ Chúc tất cả quý vị cũng vậy Xin chúc sư phụ Giáng sinh vui vẻ Giáng sinh vui vẻ Chúc mừng năm mới Dạ cảm ơn sư phụ Chào ơi tôi phải bật ghi hình lên Sư phụ cứ quý vị phải làm mọi việc một mình Thành ra hơi căng thẳng Dạ sư phụ Siêu nhân vẫn căng thẳng như thường Siêu nhân không có nghĩa là Không cảm thấy gì hết Không phải như thế Được rồi, nói ta nghe Dạ thưa sư phụ Trước tiên chúng con xin cảm ơn sư phụ Đã gửi cho chúng con bánh Minsby Cũng như bánh ngọt Rất ngon thưa sư phụ Quý vị nhận được rồi dạ rồi cảm ơn sư phụ cảm ơn sư phụ tốt tốt không có chi tôi cũng đã gửi đến các sư huynh sư tỷ của quý vị tuyệt quá tôi nhờ một người gửi dạ sư phụ chỉ có thể làm thế thôi hiểu không đó là rất nhiều cho tôi rồi dạ cảm ơn sư phụ cho một người quý vị có thích không dạ có thưa sư phụ ngon lắm ạ à. tốt vậy tốt tôi còn mặc y phục màu đỏ nữa đây ồ ừ để cho hợp với mũ của quý vị hợp với giáng sinh chúng ta lẽ ra có thể vui vẻ hơn nếu toàn thế giới vui vẻ hơn đúng không dạ đúng sư phụ chúng ta ráng làm được gì thì làm quý vị ráng ăn mừng tôi không ăn mừng gì cả tôi chỉ có một mình quá bận làm việc bởi vì nếu tôi ăn mừng thì không biết có thời gian cho ai khác không hiểu chứ dạ hiểu sư phụ ngoài ra tôi không thấy muốn ăn mừng bởi vì có quá nhiều đau khổ dạ hiểu dạ sư phụ bởi vì mấy sư huynh quý vị nói với tôi rằng có một số câu hỏi trong hộp thư mà quý vị để câu hỏi vô đó trên blog hay gì đó dạ sư phụ vậy thì bây giờ quý vị có thể hỏi tôi khi tôi mặc đẹp xong rồi dạ cảm ơn sư phụ thưa sư phụ xin cho chúng con biết ngài sẽ đón giáng sinh thế nào tôi sẽ đón giáng sinh thế nào hả tôi dùng thời gian đó cho quý vị và cho thế giới và làm việc truyền hình vô thượng sư gấp rút và chuẩn bị cho hội thảo này nọ tôi đón giáng sinh như vậy đó không có thời gian để làm bất cứ gì khác giờ tôi mừng là chúng ta thực hiện được biết không dạ sư phụ ngay cả chuẩn bị hội thảo trực tiếp cho người bên ngoài ý nói cho các đồng tu chúng ta cũng như khán giả. Bởi vì chúng tôi phải gọi một sư huynh biết kỹ thuật đến nơi nào đó để giúp từ xa. Tôi mừng là chúng ta thực hiện được. Bởi vì không ai phải đến nơi ở của tôi hết và chúng ta vẫn có thể thực hiện. Đó là một phép lạ. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Không bao giờ biết có chuyện như vậy. Chỉ mới gần đây tôi suy nghĩ. Ồ, mình có thể làm vậy mà không ai phải đến nơi ở của mình chăng quý vị hiểu tôi nói gì chứ dạ bởi vì bình thường trước đây luôn luôn có người phải đến để chuẩn bị máy quay và ánh sáng dĩ nhiên như vậy không tốt bằng có sư huynh chuyên nghiệp của quý vị đến thiết lập ánh sáng này nọ làm cho tôi trông đẹp hơn và sáng hơn nhưng thôi kệ không quan trọng tôi nghĩ đồng tu quý vị ở ngoài kia trên thế giới họ chỉ cần thấy tôi là họ vui rồi và họ luôn nói với tôi rằng ồ trên máy di tính hình ảnh sẽ trông rất xấu sư phụ chúng ta không thể làm vậy vì vậy bao lâu rồi tôi không biết điều này có thể xảy ra dạ sư phụ nên bây giờ mừng là có thể làm được tôi có thể nói trực tiếp với mọi người không cần ai phải đến chỗ tôi đến nơi tôi ở và làm gì hết tôi thích thế này hơn thích cái này nhiều lắm bởi vì dù làm gì tôi vẫn có thể một mình và độc lập Mặc dù không phải là kỹ thuật cao, trông không đẹp như so với thực hiện chuyên nghiệp, nhưng quý vị vẫn có thể thấy tôi trên truyền hình đúng không? Dạ, rất tốt à, và dạ, trong ngày đẹp. Thật hả? Dạ, sư phụ, rất đẹp. Ngày đẹp. Trong ngày rất đẹp, thật vậy. Đó là bánh ngọt thuần chai nói, đúng không? Đó là bánh ngọt thuần chai, cà phê và bột cacao nói. Đúng vậy ạ, à, thưa sư phụ tôi chỉ mới gửi quý vị một số bánh ngọt thuần chai mà bây giờ quý vị nói thật ngọt ngào năm mới có lẽ tôi sẽ gửi mấy thứ khác nhé ôi cảm ơn sư phụ xin cảm ơn sư phụ nhưng đừng hy vọng quá nhé tôi chỉ có thể làm thế cho giáng sinh thôi hiểu không tôi không thể đi ra ngoài biết chứ hả tôi vẫn đang bế quan đôi khi tôi cứ di chuyển đến những chỗ khác nhau nhưng tôi không thể trực tiếp ra ngoài nói chuyện với mọi người nhiều khi phải di chuyển khắp nơi vì thế rất mừng là tôi có thể nói chuyện trực tiếp không phải lúc nào cũng có thể dạ sư phụ tùy vào chúng ta có mạng internet hoặc wifi không hoặc bất cứ thứ gì cần thiết và cần có sư huynh kỹ thuật cao nữa cho dù anh ấy không đến chỗ của tôi nhưng chúng ta phải được kết nối bằng cách nào đó để anh ấy có thể giúp gửi hình ảnh ra thế giới cho nên tôi rất mừng là mình có thể thực hiện việc đó và còn mừng hơn nữa là có thêm thời gian với quý vị chúng ta vui vẻ với nhau hơn tốt ý nói là quý vị chỉ có thế cho giáng sinh thôi bánh ngọt thuần chai ngon quan trọng là tấm lòng phải không dạ đúng sư phụ dạ chúng con thật sự biết ơn cảm ơn sư phụ bánh thuần chai ngon không cũng ngon ạ à, thưa sư phụ dạ ngon thưa sư phụ bánh mince pie không ngọt quá chứ dạ không thưa sư phụ dạ không rất vừa ăn tôi còn gọi cho nhóm sư huynh sư tỷ khác của quý vị và chúc tất cả họ giáng sinh vui vẻ à giáng sinh vui vẻ này kia và tôi cũng gửi họ mấy thứ tương tự dù sao đi nữa rất khó khăn tôi gọi họ và có lẽ đang bận ăn bánh thuần chai hoặc gì đó không ai trả lời tôi tôi cứ gọi không ai trả lời tôi lại gọi nữa cuối cùng có người trả lời có lẽ bây giờ giữa lúc đang ăn họ có thể nghe được tôi và rồi tôi chỉ chúc họ giáng sinh vui vẻ và tôi nói với họ tốt biết mấy nếu tôi muốn tất cả chúng ta ở bên nhau quý vị hiểu tôi nói gì chứ và dạ, hiểu sư phụ nhưng cái giá là như vậy đó chúng ta không thể cái giá giao ước có lẽ chúng ta có thể thay đổi điều đó trong tương lai, còn tùy là quý vị đã tích lũy được bao nhiêu công đức và giá trị. Không phải chỉ phần tôi thôi, hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Biết đâu nếu tiếp tục làm việc cho truyền hành vô thượng sư thì quý vị sẽ có nhiều công đức hơn, nhiều giá trị hơn và có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi, hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Quý vị sẽ trưởng thành hơn về tâm linh và xứng đáng hơn trong mắt của thiên đàng rồi có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi dùng giá trị và công đức của tôi vào những thứ khác rồi, vì vậy quý vị chỉ phải lo liệu và kiếm nó cho chính mình. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thế là tốt lắm rồi, đúng không? Dạ đúng, thưa sư phụ. À, tôi mừng. Và dạ, thật ra tôi đã tìm cách mua cho quý vị một số quà. Và dạ, rồi tôi hỏi họ, vậy thì tôi mua gì đây? Tôi chưa bao giờ mua gì hết. Và lâu rồi không đi mua sắm Tôi quên Là nên mua quà gì cho mọi người Vào dịp Giáng sinh cho quý vị Và có người nói Có lẽ như một thứ ấm Quý vị gọi cái này là gì Khăn choàng Khăn choàng dạ Khăn quang cổ Khăn quàng cổ cho mùa đông Và rồi mũ này kia Tôi nói được Vậy thì chúng ta có thể mua quà đó Và rồi người khác nói Không không Tất cả họ đều có rồi sư phụ Họ tự đặt mua mọi thứ rồi Và tôi nói vậy thì sô-cô-la thì sao? Mỗi người một hộp Họ nói chúng con không có mấy hộp đó Và hiện tại chúng con đang thiếu Bởi vì họ bán hết rồi Và hơn nữa Họ đã tự đặt hàng cho họ rồi Ý tôi nói quý vị Họ muốn nói quý vị đã tự mua cho chính mình rồi Sô-cô-la Nên tôi hỏi tôi có thể mua gì cho họ đây Họ nói Ồ không sao đâu sư phụ Họ có tất cả mọi thứ họ cần rồi Có đúng không hả? Dạ đúng thưa sư phụ Cho nên tôi chỉ có thể gửi quý vị Bánh mince pie cho Giáng sinh Và bánh sô-cô-la Và bánh trái cây và tương tự Tất cả ngon chứ Dạ ngon thưa sư phụ, rất ngon Ngon lắm ạ à. Dạ quý vị vui khi nhận Vui khi có bánh chứ hả? Dạ rất vui ạ à. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ Đủ tốt phải không? Chúng ta vẫn còn tốt hơn nhiều so với hàng triệu người. Nhiều người thậm chí không có nhà, thậm chí không có mái che trên đầu và không có gì hết. Nhiều người đang đói, biết không? Thành ra tôi không muốn ăn mừng giáng sinh. Và quý vị hỏi tôi đón giáng sinh thế nào? Tôi không đón giáng sinh. Bình thường nếu ở bên mọi người như giới đệ tử, bình thường chúng ta có bế quan thì dĩ nhiên tôi dùng thời gian đó với tất cả quý vị còn không tôi chỉ có một mình không bao giờ ăn mừng giáng sinh hay sinh nhật của tôi không gì hết bởi vì tôi không thể quên con người và động vật đau khổ thế nào trên thế gian này hiểu ý tôi không không một phút một giây nào mà tôi có thể quên nếu tôi ở giữa mọi người và họ đang vui vẻ và kỳ vọng là tôi ăn mừng với họ hân hoan với họ thì tôi sẽ tạm quên đi điều kia rồi có thể ăn mừng hiểu không nhưng nếu ở một mình, tôi không có tâm trạng nào để ăn mừng bất cứ điều gì. Thật vậy, chỉ tự chăm sóc bản thân cho đàng hoàng để tôi vẫn mạnh khỏe mà làm việc thế thôi. Tôi không có tâm trạng để ăn mừng. Vậy bây giờ quý vị cứ chờ một tuần nữa nha, xem quý vị sẽ có gì nhé. Dạ cảm ơn sư phụ. Một số đồ tượng trưng được chứ. Dạ cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Không có chi, còn câu hỏi nào khác không? Dạ còn thưa sư phụ, năm 2020 sắp khép lại. Sư phụ có nguyện ước gì cho năm mới ạ? À? Cho ai? Cho chính quý vị hả? Dạ cho thế giới. Cho thế giới? Ồ, tôi ước thế giới thuần trai, thế giới hòa bình và thế giới khai ngộ. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Mỗi ngày tôi tiếp tục lặp lại điều đó với thiên đàng để chắc chắn rằng họ nghe tôi, để giúp chúng ta. Vì không có thế giới thuần trai, thì sẽ không có thế giới hòa bình trường cửu. Thành ra tôi yêu cầu mọi người cầu nguyện và thiền định chỉ cho thế giới thuần chai. Rồi thế giới hòa bình sẽ theo sau. Thế giới càng thuần chai bao nhiêu thì thế giới sẽ hòa bình bấy nhiêu. Nhưng hòa bình nên được lâu bền hơn. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn không lý tưởng như tôi muốn. Bây giờ nhiều người ăn chay hơn. Họ có nhiều thời gian hơn trong đại dịch Covid-19. Họ sẽ ngồi cùng nhau hoặc họ ngồi một mình với gia đình, người thân, hoặc một mình và với một, hai người. Rồi họ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm. Và chúng ta thấy xu hướng thuần chai bây giờ đang trở nên phổ biến hơn. Tôi mong xu hướng này sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Và rồi không bao lâu, không còn động vật đau khổ trên địa cầu chúng ta. Hoặc không còn những người đau khổ vì chiến tranh và nạn đói, nhân dân. Dạ, sư phụ tôi khuyên mọi nhà lãnh đạo tiết kiệm tất cả tiền không cần thiết để đổ vào chiến tranh và đổ vào những thứ khác đó là những chi tiêu vô bổ hãy giữ lại tiền đó và đưa cho người nghèo cho họ thứ gì đó để bắt đầu cuộc sống với việc kinh doanh với giáo dục hoặc với nông nghiệp thay đổi cuộc sống của họ từ kinh doanh thịt sang kinh doanh thuần chai hữu cơ rất dễ dàng và sau đó họ sẽ tự chăm sóc bản thân và càng có nhiều người ăn thuần chay các nhà lãnh đạo chính phủ càng ít phải lo lắng vì họ sẽ không quá bạo lực nếu họ có đầy đủ công an việc làm để kiếm tiền để chăm sóc bản thân họ sẽ không bao giờ gây bất kỳ rắc rối nào cho chính phủ thì sẽ có đau khổ ít hơn rồi sau đó cũng ít bệnh tật và ít tội phạm hơn trên thế giới rồi sẽ tốt cho mọi người dạ sư phụ đó là điều tôi ước thế giới thuần trai thế giới hòa bình nhân danh thượng đế nhân danh lòng nhân từ của thượng đế cầu mong điều đó sớm thành hiện thực amen amen đó là câu trả lời cho quý vị tôi ước điều quý vị ước đúng không dạ sư phụ cũng giống như điều quý vị ước dạ sư phụ dạ